Đây anh em coi rồi dính rồi, con có hoàn cảnh nên tôi đi câu cá này, gãy chân vịt từ hồi hôm tới giờ, mới ra là gãy chân vịt, tới bây giờ còn ở đây luôn. Không chạy máy được về. Con gì? Con gì ai hiểu con gì luôn. Mà sao nó giật bạc thôi. Giở lên không có con gì là không hiểu nữa. Để dân giật gãy gần câu. Dân giật gãy gần câu. Câu mua mồi 1 kg 600 ngàn, câu được mấy con cá. Thấy hoàn cảnh thê thảm, cái nghề đi câu rồi chắc bỏ, nhưng mà tại vì được đam mê ráng đeo